Vừa qua tại sân golf cao cấp thành phố Hồ Chí Minh, buổi họp báo giới thiệu giải golf từ thiện giao lưu nghệ sĩ Việt Nam Hàn Quốc Corona Phú Quốc Open 2019 đã diễn ra đầy hào hứng tốt đẹp với sự tham dự của dàn nghệ sĩ hai nước. Ở phía Việt Nam là sự xuất hiện của nhiều gương mặt quen thuộc như chị em song sinh Thúy Hạnh, Thúy Hằng, nhạc sĩ Minh Khang, nam cầu thủ Công Vinh, MC Chi Bảo, người mẫu diễn viên Bình Minh. Trong khi đó, đội Hàn Quốc gây chú ý với những ngôi sao cô dâu vàng Lee Jong-e, nam tài tử Kang Eun-tok, mỹ nhân giàu kẽo Hong Sua, trai đẹp siêu cấp Lee Geun, diễn viên Sim Ji-ho. Đây là lần đầu tiên tổ chức một cái giải gôn giao lưu dành cho nghệ sĩ mà là nghệ sĩ của hai nước giữa Hàn Quốc và Việt Nam. Có thể là nghệ sĩ Hàn Quốc họ về đây để họ giao lưu về văn hóa thì rất là nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu tiên họ giao lưu về thể thao. Thì đây cũng là một hoạt động rất là ý nghĩa, thì họ cũng rất là nhiệt tình và mong muốn là có thể cùng hỗ trợ thông qua cái việc giao lưu lần này để đóng góp quỹ từ thiện cho trẻ con là quỹ Hope for Children. Thì cũng là một trong những nhà tổ chức cho giải gôn lần này, thì Hạnh rất là vui khi các bạn Hàn Quốc về đây vô cùng nhiệt tình, và các bạn nghệ sĩ Việt Nam cũng vậy, khi được nhận được lời mời thì các bạn Việt Nam cũng rất là nhiệt tình để tham gia. Thật lòng mà nói thì golf đối với nghệ sĩ Việt Nam thì rất là còn mới mẻ, và đếm trên đầu ngón tay những nghệ sĩ Việt Nam chơi golf. Thì thông qua giải golf lần này cũng là một cái cầu nối để mong muốn là mang cái bộ môn golf này đến gần hơn với các nghệ sĩ khác, và đến gần hơn với cả số đông của người dân Việt Nam. Được biết giải golf từ thiện do công ty giải trí Korean Big Star KBS tổ chức từ 11 năm trước. Bên cạnh đó, do mối quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc gần đây khăng khít hơn, giám đốc điều hành Jung So-hyun đã quyết định đem giải golf về Việt Nam để cùng nhau xây dựng cộng đồng, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn thông qua hoạt động đấu giá trong giải. Thực ra thì cái giải golf này là đề xuất đầu tiên là đến từ phía Hàn Quốc. Họ đã tổ chức giải golf này được hơn 10 năm tại Trung Quốc rồi, và bây giờ họ mong muốn mang về Việt Nam, và đây là lần đầu tiên họ đề nghị đề xuất là giao lưu với Việt Nam. Thì đối với Hạnh nghĩ rằng là đây sẽ là lần đầu tiên, nhưng mà sẽ có nhiều lần sau nữa với các năm, và sẽ đánh số từ lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, và hy vọng là mỗi năm thì các nghệ sĩ Hàn Quốc sẽ cùng về đây để ủng hộ giải golf, và cũng là để ủng hộ từ thiện cho các trẻ em nghèo Việt Nam. Hai mỹ nhân Hàn Quốc gây sốt trong buổi họp báo không ai khác ngoài cô dâu vàng Lee Jong-e và mỹ nhân giao kéo Hong Soo-a. Cả hai dù đã vượt ngưỡng 30 nhưng đều sở hữu nhan sắc trẻ trung, không tuổi cùng vóc dáng nhỏ nhắn mảnh mai. Hong Soo-a còn được ví như Phạm Bằng Bằng xứ Hàn nhờ làn da trắng mịn cùng vẻ đẹp trong trẻo từ khói sương. Trong buổi giao lưu, các nghệ sĩ hai nước đã cùng nhau ký tên lên túi golf để bán đấu giá quyền golf cho hội Hope for Children, giúp đỡ trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn.